Thì chúng ta tiếp tục với những câu hỏi, bởi vì thời gian gần đây mỗi ngày Minh Thiền đều nhận được ít nhất là 3 đến 4 câu hỏi của Phật tử từ các nơi gửi về, hỏi cả chuyện đạo lẫn chuyện đời. Thì Minh Thiền mượn cái khóa tu Phật Thất, cái diễn đàn này của mình để trả lời cũng cho đại chúng nghe, để đại chúng có thêm những cái thông tin, có thêm kinh nghiệm, có thêm kiến thức, và cũng mượn cái hình ảnh này để gửi đến những vị Phật tử ở xa mà Minh Thiền chưa có cơ hội để trả lời. Thưa đại chúng, ở đây có một số câu hỏi thì hôm nay chúng ta làm việc được chừng nào thì mừng chừng ấy, chứ cũng nhiều nên không thể nào làm hết được. Câu hỏi thứ nhất là: Bạch Thầy, trước đây con rất tin vào Tam Bảo và Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng rồi một thời gian con không còn niềm tin, và có giai đoạn con còn phỉ báng Tam Bảo, phỉ báng Bồ Tát Quan Âm, bởi con thấy niềm tin tưởng và lời cầu nguyện không được hồi đáp. Con biết đó là tội lỗi của con, nhưng con không hiểu tại sao những lúc con gặp khó khăn thì con không còn niềm tin vào đạo. Xin Thầy chỉ cho con cách vượt qua để giữ vững niềm tin. Một người Phật tử có niềm tin với Tam Bảo, niềm tin với Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng rồi có lúc tin, lúc không tin, có khi còn chê, còn chửi nữa. Thì thưa, rõ ràng vị Phật tử này đến với đạo không phải vì sự tu tập để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau, mà đến với đạo với cái tâm là mong muốn cầu sinh để được Tam Bảo, được Bồ Tát Quán Thế Âm ban phước lành, để mọi chuyện trong đời sống luôn luôn gặp những điều may mắn, những điều tốt đẹp. Xin thưa, mang cái tâm đó đến với đạo là đúng chưa ạ? Xin thưa, chưa có phải là thật tâm đến với đạo. Chính vì mình đến và mình chỉ mong muốn cầu sinh, mong muốn bề trên ban cho mình cái này, ban cho mình cái khác, nhưng rồi bề trên không ban, và trong cuộc sống của mình gặp rất nhiều những khó khăn, gặp rất nhiều những trở ngại, mình thối tâm, mình chán nản, mình nói rằng Phật không linh, Bồ Tát không linh. Vì sao? Vì nếu như linh thì phải giúp con vượt qua những cái khó khăn này. Vì nếu như linh thì không thể nào đem đến sự thất bại để gửi gắm cho đời của con. Vì nếu như linh thì mọi chuyện, mọi việc của con làm phải luôn thành công một cách mỹ mãn. Nhưng thưa với các vị, Đức Phật và các vị Thánh, tất cả các vị Bồ Tát, và nhất là Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng đâu có tuyên bố là các con cầu cái gì ta cho cái nấy. Và các con đến với ta không phải chỉ để cầu sinh. Nếu như mình đến chỉ để cầu sinh là mình thối tâm ngay, thối tâm ngay. Mình đến, mình cho Phật được cái gì chưa? Mình cho Tam Bảo được cái gì chưa? Cho thì không cho, nhưng mà xin thì xin rất nhiều. Đến với đạo vì lòng tham, chứ không phải vì tu. Và nếu như đến với đạo vì lòng tham thì sự khổ nó sẽ có mặt muôn đời, không thể nào chấm dứt được, không thể nào chấm dứt được. Vì vậy người Phật tử chân chính á, là đến với đạo, học những lời của Đức Phật dạy, học những lời của các bậc thánh dạy để ứng dụng cho đời sống của mình. Cuộc sống phải chấp nhận gặp những khó khăn, thử thách.
Nhưng ta may phước hơn những người không có duyên được học Phật Pháp là họ gặp những nỗi khổ niềm đau, họ bị những nỗi khổ niềm đau vùi lấp cuộc đời. Còn ta là người học Phật, ta hơn họ, ta cũng có những khó khăn, có những thử thách, ta cũng đối diện với nỗi khổ niềm đau, nhưng ta có con đường, ta có phương pháp để vượt qua. Đó mới là người thực tâm học đạo, chứ không phải đến với đạo để cầu sinh. Và nếu như hỏi thầy cái cách nào chỉ dạy để giữ niềm tin á, thì cách thứ nhất thầy chỉ cho là phải siêng năng học hỏi giáo lý của Đức Phật, học một cách cho tường tận, học một cách chân thành, rồi tư duy quán chiếu và phải nhìn nhận cho kỹ rằng ta đến với đạo, học đạo là để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau, chứ không phải đến với đạo để cầu an cho bản thân, cầu phước lành bề trên giáng xuống, thì chúng ta sẽ giữ vững niềm tin được với đạo. Thầy cho con hỏi, con đi chùa thấy có những vị thầy lớn tuổi độ chừng 50, 60, 70 hoặc có khi lớn hơn. Nhưng khi nói chuyện với những thầy trẻ hơn mình mà những vị thầy lớn tuổi lại gọi vị thầy trẻ là thầy và xưng là con. Có khi con thấy những vị thầy trẻ lại đi trước và ngồi trên những vị thầy lớn tuổi. Tại sao lại có chuyện như vậy? Thưa đại chúng, ở đây có thắc mắc điều đó không? Đây là một vị Phật tử chắc cũng chưa có thấm tương trao nhiều, cho nên chưa biết được cái giới luật của nhà Phật. Ở ngoài đời chúng ta thông thường thì ai lớn tuổi thì được ưu ái, được dành cho cái quyền ưu tiên hơn người nhỏ tuổi. Chẳng hạn như người 30 tuổi gặp người 60 tuổi phải gọi là chú, là bác hoặc là anh, vân vân. Còn ở trong đạo của mình thì có những vị xuất gia nhưng 60-70 tuổi mà gọi những vị thầy trẻ hơn bằng thầy xưng con là vì thế này. Vị thầy trẻ đó tuy tuổi đời có thể là 30 hoặc 40, nhưng những vị đó xuất gia từ nhỏ, tuổi đạo lớn, có thể là họ có đến 20 năm hoặc 30 năm ở trong chùa. Còn cái vị 60-70 tuổi kia có khi đã có gia đình, có vợ, có con, có cháu rồi, mới bước chân vào chùa tu được xuất gia 1 năm, 2 năm hoặc 3-4 năm. Cái ngày bước chân vào chùa xuất gia sao vị thầy còn trẻ, cho nên phải đi sau, phải ngồi dưới và phải gọi thầy xưng con. Đạo Phật rất bình đẳng trên tinh thần của nhân và quả. Nhân quả ở đây được ví dụ đơn giản là tôi bước chân vào chùa 10 năm thì tôi sẽ được cái đặc quyền bằng với những vị cùng xuất gia, cùng tu với tôi là 10 năm tuổi đạo. Còn tôi không thể bình đẳng với người họ chỉ mới bước chân vào chùa 1 năm hoặc 2 năm. Cho nên mình bình đẳng trên tinh thần nhân quả như thế. 30 năm ở chùa thì nhân quả bình đẳng ngang với cái vị 30 năm, chứ không thể nào có thể bình đẳng ngang với cái vị mới bước chân vào chùa 1, 2 hoặc 3, 4 năm. Vì vậy, thầy xin trả lời rằng nếu như lớn tuổi
mà duyên đến với đạo sau thì phải gọi những vị thầy nhỏ tuổi mà có duyên đến với đạo trước bằng thầy. Và giới luật của nhà Phật quy định rất nghiêm túc, đó là dù 10 tuổi bước chân vào chùa, rồi có người 60 tuổi vào chùa sau, cái chú 10 tuổi đó vẫn phải gọi chú 10 tuổi là sư huynh, vẫn phải đi sau, vẫn phải ngồi dưới, vẫn phải tôn trọng chú 10 tuổi. Vì chú là người bước chân vào chùa trước, tức là được sanh ra trong ngôi nhà Phật Pháp trước. Ai được sanh trước thì làm anh, đơn giản vậy thôi.